Chào mừng các bạn đến với khóa học tự tin ngữ pháp. Hôm nay chúng ta sẽ làm tiếp bài tập hiện tại hoàn thành tiếp diễn. Thì ở trong bài tập này chúng ta sẽ phân biệt tình huống nào sử dụng hiện tại hoàn thành, tình huống nào sử dụng hiện tại hoàn thành tiếp diễn. Câu thứ nhất, What a good week. We sell much more than we expected. Như vậy cái câu này nó tập trung vào cái kết quả hay tập trung vào nhấn mạnh cái sự liên tục? Dĩ nhiên là nhấn mạnh cái kết quả bán nhiều rồi. Như vậy thì câu này mình sẽ viết lại. We have sold much more than we expected. We expected. Tiếp theo câu số 2, How much money you spend this week? Vậy là cũng nhấn mạnh cái kết quả luôn nha. Bao nhiêu tiền? Câu này câu hỏi, cho nên các bạn chuyển cái have hay là has trước chủ từ. How much money have you spent on in câu này không có cần mạo từ spend this week. Câu số 3, how many people Jane invite to her party? Câu này cũng là câu hỏi luôn. How many people has Jane invited to her party? Chủ yếu là số lượng, bởi vậy là kết quả. Câu số 4, It's still raining. Có nghĩa là trời vẫn đang mưa. Như vậy là sao? Đang liên tục mưa. Vậy là it has been raining for hours. Raining for hours. Câu số 5, That noise is awful. Tiếng ồn đó là kinh tởm. Họ đã liên tục khoan lỗ trên tường cả buổi sáng. Rất là phù hợp với trường hợp của chúng ta. Nhà bên cũng đang khoan tường cả buổi sáng. Vậy là nhấn mạnh cái tính liên tục nha. Đây have been drilling holes in the wall all morning. Tiếp theo câu số 6, Are you still here? How long have you been sitting here? Nhấn mạnh tính liên tục, ngồi hoài, ngồi đợi chứ biết ngồi hoài. How long have you been sitting here? Câu số 7, He's late again. How many times he arrived late this month? Vậy là cái câu này hỏi
anh ấy đi trễ bao nhiêu lần trong tháng này để anh chi, để trừ lương. Như vậy là nhấn mạnh vào kết quả. How many times has he arrived late this month? Nhấn mạnh kết quả. Rồi, vậy là bài học của chúng ta hôm nay đến đây là hết. Nếu các bạn thấy video của mình có ý nghĩa thì hãy đăng ký kênh và giới thiệu cho bạn bè cùng học. Nếu các bạn cần thêm tài liệu để học tiếng Anh thì hãy ghé blog của mình ở địa chỉ studyenglishathome123.blogspot.com để download sách tiếng Anh miễn phí dạy học. Cảm ơn các bạn.